Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lời của Chúa ngày hôm nay. Xin chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 13. Ma-thi-ơ chương 13. Xin chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh từ câu số 3 cho đến câu số 9. Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 3 đến câu 9. Xin tôi bắt đầu. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đằng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, mà vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngồi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hộp ra được 100, hoặc một hộp 60, hoặc một hộp 30. Ai có tai hãy nghe. Chúng ta xem thêm lời Chúa ở trong từ câu số 18 18 cho đến câu 23. Chúng ta tiếp tục đọc. Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đàn. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà được gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm và của cải làm cho nghẹt ngồi đạo và thành ra không kết quả. Xong kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả nên nổi: một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Amen. Trong tuần trước thì chúng ta đã học về cái loại đất thứ nhất, đó là đất nơi dọc đàn. Nghe mà không hiểu. Chúng ta biết rằng cái đất nơi dọc đàn này đó chính là những người nghe nhưng mà không hiểu. Lý do họ không hiểu bởi vì có nhiều cái lý do. Thứ nhất, có thể là Chúa đời này làm mù lòng họ, hoặc là họ không quan tâm, hay là họ rất là thờ ơ với sự cứu rỗi, hoặc là đôi khi họ bị tổn thương, họ bị gây cớ vấp phạm, rồi họ bị mất lòng tin do bị bội phản, bị lừa dối, bị lợi dụng. Và chúng ta đã học về cái phương cách chữa lành, đó là phương cách mà Chúa dùng. Elise đã chữa lành nước độc và đất chai ở thành Jericho ở trong các vua thứ nhì chương 2 câu 19 đến câu 22. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến loại đất thứ hai, đó là đất đá sỏi. Trong hai phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc thì cái đất đá sỏi đó là gì? Tôi xin đọc lại ở trong câu số 5. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Câu 6, xong khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Đây là một cái mảnh đất gọi là đất đá sỏi. Như chúng ta biết ở trong sách Ma-thi-ơ chương 13, có hai lần Chúa nói về vấn đề gieo giống. Cái dụ ngôn đầu tiên nói cái mảnh đất đó chính là lòng người. Nhưng dụ ngôn thứ hai từ câu 24 trở đi thì cái mảnh đất đó lại nói về thế gian. Thì hai cái phần này chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta học và hiểu rõ hơn. Vậy thì đất đá sỏi là gì? Chúa Giê-xu cũng đã giải thích cho chúng ta. Ở trong câu số 20, người nào chịu hột giống nơi đất đá sỏi, tức là nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy. Song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm.
Xin hỏi ông bà chị em, có ai muốn lòng của chúng ta là lòng có đá không ạ? Có ai muốn chúng ta trở nên là người gọi là cái lòng cứng cỏi không ạ? Nếu chúng ta gọi là mạnh mẽ, là một người mạnh mẽ thì nó khác. Nhưng mà cái người có cái lòng cứng cỏi nó khác. Thì cái lòng cứng cỏi nó không phải tự nhiên mà nó có cái lòng cứng cỏi. Nhưng mà cái lòng cứng cỏi là do cái lý do, nó có những lý do để khiến cho cái lòng cứng cỏi. Hay nói cách khác, nó có đá. Và lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết lý do tại sao cái lòng nó cứng cỏi. Chúng ta xem ở cũng Ma-thi-ơ chương 19 câu số 7, họ lại hỏi Ngài rằng: vậy cớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy. Cái lòng cứng cỏi nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà một trong những lý do mà cái lòng gọi là lòng cứng cỏi đó là chúng ta biết cái điều đúng nhưng mà chúng ta không làm, hoặc là biết cái điều đó sai nhưng mà chúng ta cố chấp, thì khiến cái lòng chúng ta trở nên cứng cỏi. Tôi xin hỏi trong lòng của tôi và anh chị em có sự cố chấp không? Có không ạ? Ai có sự cố chấp xin giơ tay lên ạ. Dạ. Vậy thì sự cố chấp là do ở đâu ra vậy? Tự nhiên nó đến à, phải không? Không. Sự cố chấp nó do kẻ thù nó đã gieo vào rồi. Khi Adam và Eva phạm tội, ma quỷ nó đã gieo cái lời. Cái lời đó là lời chống lại Chúa. Cái sự cố chấp hay là sự không vâng lời, hoặc là Kinh Thánh còn dùng cái từ gọi là bạn nghịch hay là nổi loạn, nó không phải là do con người ban đầu. Bởi ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nó có người chúng ta rất là tốt lành. Chúng ta từng nghe cái câu nói là gì? Nhân tri sơ tánh bổn thiện, phải không? Rất là tốt lành. Nhưng mà khi Adam Eva chấp nhận cái lời của con rắn, nghi ngờ Chúa, nghi ngờ lời của Chúa, nghi ngờ lòng tốt của Chúa, thì lúc bấy giờ kẻ thù nó đã gieo vào tâm trí của Adam Eva, và khiến cho tâm trí của Adam Eva nó trở nên nổi loạn và chống lại Chúa. Xin chiếu máy giùm tôi ở trong Côrintô thứ nhì chương 11 câu 3. Côrintô nhì chương 11 câu 3. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này. Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng? Lý do tại sao người ta tin Chúa rồi nhưng mà người ta lại thay đổi, không phải thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Câu Kinh Thánh này là câu trả lời. Đó là từ xưa khi Eva đã chấp nhận cái lời của con rắn, hay là cái mưu trước của con rắn, thì tâm trí trở nên là gì? Cứng, trở nên hư. Chúng ta thấy con trẻ lúc mà chúng ta sinh con mình ra rất là dễ thương, và nó bầu bỉnh rất là dễ thương. Nhưng mà dần dần anh chị em sẽ thấy cái sự gọi là cái hư đi ở đây, nó bắt đầu nó phát triển trên con của mình mà chúng ta không hề muốn nó có. 100% con người được sanh ra trên đất này, Kinh Thánh nói là chúng ta được sanh ra dưới trời này và chúng ta ở dưới cái quyền của ma quỷ. Ở trong Giăng Nhất đoạn 5 câu 19 cho chúng ta biết chúng ta ở dưới quyền của ma quỷ. Cho nên khiến cho cái tâm trí chúng ta, nó vô hình chung trong con người chúng ta có hai cái điều mà sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi muốn làm điều thiện, nhưng mà cái điều ác như thế nào? Nó dính dấp hay là nó đeo theo tôi. Ngày hôm qua tôi có một người chị em ở bên Mỹ gửi cho tôi một gia đình ở bên Gò Vấp. Và chị em này đã làm chứng cho một người trong đó tin Chúa rồi, và nhờ tôi qua để tôi làm chứng. Thì trong đó có một người anh đang bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, và đã di căn qua gan và di căn qua xương. Thì người vợ là người sùng đạo Phật, rất là sùng đạo Phật. Và tôi trên đường đi tôi cầu nguyện liên tục. Tôi nói: Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho con làm sao để con có biết cách thế nào để con có thể chia sẻ lời Chúa để cho gia đình này họ biết Chúa và họ tin nhận Ngài. Thì Chúa cho tôi bắt đầu từ cái chỗ là trong lòng con người chúng ta có cái thiện và có cái ác. Con người có quyền chọn thiện và con người có quyền chọn ác. Và cái thiện cái ác đó nó chỉ đem lại cái giá trị thuộc thể ở trên đất.
chứ nó không thể đem lại cái giá trị của sự cứu rỗi. Mà muốn được sự cứu rỗi duy và chỉ duy một con đường duy nhất mà Chúa Giêsu nói, ta là đường đi, là chân lý và là sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mà cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ khoảng độ 15 phút, mà sau khi chia sẻ xong thì tất cả 7 người tiếp nhận Chúa ngày hôm qua anh chị em. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và tôi đã gửi số nhà cũng như là cái nơi lên tại đây để mời họ có thể sắp tới họ có thể đến để thờ phượng Chúa. Trong đó có người gọi là bà nội, rồi ba mẹ của em đó tin Chúa, rồi em đó tin Chúa, rồi chồng em đó tin Chúa, rồi chú của em đó tin Chúa, rồi chị của em đó tin Chúa. Chúng tôi vui mừng cảm ơn Chúa vì cớ rằng là ngày hôm qua Chúa cho có tất cả là 7 người tin nhận Chúa. Và tôi gửi cái thông tin cho người chị em bên Mỹ, chị em nói ôi trời, một sư ơi, mừng còn hơn là gì đó. Người ta lên giống như mừng hơn trúng số à. Nó mừng rớt nước mắt. Thật ra thì một người tin nhận Chúa là cả một vấn đề anh chị em. Nhưng mà chúng ta để ý chỗ này nè, một người khi tin nhận Chúa rồi nhưng mà có đôi khi là một thời gian đó thì cái lòng của họ đó nó bị thay đổi. Cái ý tưởng anh em cũng bị hư đi mà dời đổi lòng thật thà tin sạch đối với Đấng Christ. Nó sẽ có tình trạng đó. Xin lỗi anh chị em xin. Như chúng ta đã đọc qua, có tất cả là 4 loại đất. Có loại đất dọc đàn, do nó bị chai sạn cho nên khi gieo rồi thì chim trời nó ăn hết. Bởi vì do người đó không hiểu, chim trời ăn hết. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, cái loại đất thứ hai, đó là nó khi gieo xuống nó như thế nào? Nó có mọc lên. Chúng ta vui mừng vì nó mọc lên. Và nó mọc lên, có những người thì mọc lên rất là nhanh, nhưng mà nó có những cái nan đề nó xảy ra thì lúc bấy giờ cái nó bị héo. Và nguyên nhân ở đây đó là gì? Đó là bị bắt bớ trong môi trường khó khăn, như là bắt bớ hoặc là sức ép, hoặc là những cái nghịch cảnh đến thì cái người này liền bị vấp phạm. Có ai đã từng bị vấp phạm vì cớ là khi tin Chúa xong nghe cái người làm chứng nó tin Chúa được phước lắm, tin Chúa được bình an, tin Chúa được giàu có, tin Chúa được nhà lầu, tin Chúa được xe hơi. Nhưng sau đó tin Chúa không có nhà lầu, không có xe hơi mà có nhà lá. Có ai đã từng bị vấp phạm như thế? Thật ra cái người làm chứng nó không phải là họ nói sai, nhưng họ nói nhảy giai đoạn. Bởi vì có một giai đoạn chúng ta phải trả giá. Không bao giờ mà chúng ta không có khổ luyện mà chúng ta có thể nhận huy chương vàng. Đúng không ạ chị em? Một cái người có thể nhận huy chương vàng, họ phải trả giá rất nhiều, họ phải rèn luyện rất nhiều. Người hầu việc Chúa cũng vậy, không phải tự nhiên họ được sức giàu. Họ phải trả giá, họ lên bờ xuống ruộng, họ gặp đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà bởi vì họ bám lấy Chúa, họ tiếp tục nương cậy nơi Chúa, và dần dần cơ bắp thuộc linh của họ mạnh lên, và họ có thể giúp đỡ cho người sau này. Mà tôi sẽ nói với chị em để làm sao chúng ta chữa lành được cái mảnh đất này. Có bao giờ trong lòng anh chị em ai là người đã từng có tư tưởng thối lui? Có không ạ? Có tư tưởng ngã lòng. Có những lúc chúng ta thấy rằng nó mọc lên vui mừng lắm, nhưng mà sau đó thì bắt đầu chúng ta thấy rằng là có gì nó lợt lạc đi. Lúc đầu cầu nguyện cái gì được nấy, nhưng sau đó cầu nguyện thì nó ít được nhậm lời. Và chúng ta nói Chúa hết linh rồi, Chúa không còn thương tôi nữa, Chúa hết linh rồi. Thưa không ông bà chị em, lúc đầu chúng ta giống như con trẻ, không cần xin cái gì cũng được cha mẹ nuôi. Nhưng mà trưởng thành rồi, khi bắt đầu 4-5 tuổi rồi, bắt đầu biết đánh răng rồi, bắt đầu biết đi vệ sinh rồi, bắt đầu biết tự tắm rồi, mặc đồ rồi, thì nó khác. Rồi lên 7 tuổi, 10 tuổi thì nó khác. Cho nên lúc đó chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải rèn luyện. Cha mẹ có thể đổ để đồ ăn trong tủ lạnh đó, và chúng ta có thể dùng nó để biết cách chế biến, để chúng ta có thể có thức ăn trong chính mình, và chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác. Cho nên cái quá trình tăng trưởng thuộc linh của chúng ta, nó sẽ có lúc anh chị em cảm thấy rằng là Chúa dường như rất xa chúng ta. Hoặc là cái lời cầu nguyện của chúng ta, ủa sao con cầu nguyện mà sao con không thấy Chúa đáp lời? Lúc bây giờ anh chị em cũng đừng nản lòng, bởi vì đó là lúc mà Chúa muốn cho chúng ta được rèn tập, để chúng ta có thể vượt qua những nghịch cảnh. Và nếu tôi được rèn tập và tôi được vượt qua những nghịch cảnh thì có lợi cho chính tôi, và tôi cũng có thể giúp đỡ cho người khác để người khác được tăng trưởng nữa. Như vậy cái đất đá sỏi này
Nó do là vì cớ cái sự cứng lòng, do tội lỗi, do Adam Eva đã tiếp nhận cái ý tưởng của con rắn. Một câu kinh thánh khác nữa ở trong sách Hebrew đoạn 3 câu số 13. Hebrew đoạn 3 câu 13. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh này, Hebrew đoạn 3 câu 13. Xin bắt đầu. Chúng ta chờ một xíu. Nên em mở kinh thánh rồi cùng đọc với tôi. Nhưng hàng ngày anh em hãy khuyên bảo lẫn nhau, khi đang khi còn gọi là ngày nay, hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng. Cái nguyên nhân là tội lỗi nó dỗ dành và cứng lòng. Tội lỗi là tội lỗi, cám dỗ là cám dỗ. Nhưng khi chúng ta chấp nhận cái sự cám dỗ đó, tội lỗi đi vào trong chúng ta cứu mang, và tội ác đã tròn sanh ra sự chết, thì lúc bây giờ lòng chúng ta trở nên cứng cỏi. Cái cứng lòng đó là gì? Nó có giống cứng đầu không ạ? À? Chúng ta thường thường nói với con mình sao mày cứng đầu quá vậy? Ngày qua chúng tôi có nói đi khi đi đám tang đi về trên đường về chúng tôi có nói chuyện với nhau cũng vui. Có một người cha kia nói dạy dỗ cho mình gắn là nói là mình không có được nói con của mình là trâu là bò, tuổi con này tuổi con kia. Thì như vậy đó, nói như vậy là con của mình nó sẽ trở nên cứng lòng. Nhưng mà một chút sau thì nói chuyện với con mà con nó có cái sự cãi lại. Thế nó là mày, tao nói với mày giống như lỗ tai trâu vậy đó. Khi nói như vậy có nghĩa là gì? Là cái làm cho cái người nó cứng lòng do cái tội lỗi. Tội lỗi nó xâm nhập vào khiến cho người nó cứng lòng. Cái cứng lòng đó chính là cái sự cố chấp. Và ông bà xem biết tội cố chấp nó bằng cái tội gì ạ? Thần tượng. Nha, tội cố chấp nó bằng tội cúng lại hình tượng. Cái cứng lòng có nghĩa là tôi biết đó là sai nhưng tôi vẫn làm. Tôi biết tôi có lỗi nhưng mà kệ tôi không cần phải sửa. Tôi sửa hay không là do tôi, đừng có không có quan tâm. Đây là cái cách mà người ta hay ngụy biện cho những cái hành vi sai của mình. Nhưng tôi nói mà chị em rằng trong tôi và bà chị em không bao giờ ai muốn chỉ cái sai của mình cả. Có đúng không ạ? Nhưng mà thường thường chúng ta thấy cái sai của người khác mà chúng ta không thấy sai của mình. Cái sai của người khác chúng ta nhìn rất rõ. Và Chúa Giêsu đã từng nói như thế này, là các ngươi thấy cái rác trong mắt anh em nhưng mà không thấy cái đà trong mắt mình. Vậy làm sao phải lấy được cái đà ra khỏi mắt mình thì mới có thể lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Lý do tôi có thể nhìn thấy cái rác được là tại vì trong mắt tôi nó có cái đà. Cho tôi nhìn qua có một cái lăng kính của cái đà cho nên tôi thấy được cái rác. Vậy thì đa phần chúng ta là luôn luôn có những cái điều mà nghịch lại với Chúa, nó vốn dĩ tăng trưởng lên. Và khi chúng ta tin nhận Chúa thì Chúa sẽ làm cho nó hay là lấp đầy hay là phá đổ đi, nhổ đi những cái gốc rễ, những cái cứng cỏi đó để rồi loại trừ nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Vậy thì làm sao để có thể chúng ta loại trừ đá ra khỏi cái mảnh đất này đây? Chúng ta xem một phần kinh thánh ở đây. Ê-sai đoạn 5. Ê-sai đoạn 5. Chúng ta xem câu 1, câu 2. Chúng ta đọc chung với nhau hai câu này. Ê-sai đoạn 5 câu 1, câu 2. Xin bắt đầu. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người phai phá ra, dẹp bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cây tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Và người mong sẽ xanh trái nho, nhưng nó lại xanh trái nho hoang. Đây là nói về cái tội lỗi của dân Israel. Có một cái vườn nho và người chủ muốn xây dựng nó ở trên một cái gò đất tốt lắm. Và trong đó cái vườn nho nó có nhiều đá. Và người chủ này loại bỏ những cái đá này, khai thác ra và dẹp bỏ những đá, bắt đầu trồng những gốc nho xanh tốt.
Ở đây Chúa đang nói về dân Israel, nói về vấn đề cái thuộc thể của chúng ta. Dù chúng ta có cố gắng cỡ mức độ nào đi chăng nữa, cho dầu đá lấy ra khỏi chúng ta, nhưng nếu không có Chúa thì đất đó nó vẫn tiếp tục sanh ra những cây nho hoang, nho dại, nó không thể là một cây nho thuần chủng được. Vậy thì làm sao đây anh chị em? Đối với những người mà có mảnh đất gọi là đất đá sỏi, thì cái hy vọng của họ rất là ngắn. Hoặc là gì? Họ chỉ có một cái tư tưởng là trông cậy Chúa hiện thời mà thôi. Anh chị em nhớ lời Chúa nói như thế nào, là nếu chúng ta chỉ trông cậy Đấng Christ trong đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ gì ạ? À? Dạ. Chúng ta xem ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy Đấng Christ trong đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Như vậy, tôi và anh chị em, chúng ta cần giúp cho những anh chị em của mình được có một cái tầm nhìn xa hơn. Đó là tầm nhìn của hy vọng, một cái hy vọng đời đời. Bởi vì nếu người ta chỉ trông cậy Đấng Christ trong đời này, chẳng hạn như dân Israel đi theo Chúa vì cớ rằng là được Chúa ban phước cho bánh, vì cớ được Chúa chữa lành, vì cớ Chúa làm phép lạ. Nhưng khi Chúa Giê-xu nói về ta là bánh từ trời xuống, ai ăn thịt ta và uống huyết ta người đó sẽ được sống trong ngày sau đốt, thì họ làm gì mà chị em? Họ nói cái lời này khó nghe quá. Tức là họ chỉ trông cậy Chúa trong đời này mà thôi. Nhiều người khi mà cầu nguyện mà được chữa lành thì amen, cảm ơn Chúa, con thờ Chúa. Nhưng khi cầu nguyện không chữa lành thì bỏ Chúa. Chúng ta trong hội thánh chúng ta cũng đã từng xảy ra trường hợp đó rồi. Cầu nguyện được chữa lành, 40 mấy năm mất ngủ, mà khi cầu nguyện tin Chúa, Chúa cho ngủ được và vui mừng tạ ơn Chúa. Nhưng sau đó một sự cố, bị đột quỵ, đưa vào trong bệnh viện, chết rồi, bác sĩ nói chết rồi, không cứu được. Hội thánh tiếp tục cầu nguyện liên tục. Cảm ơn Chúa, mấy ngày sau chúng tôi vào thăm, bắt đầu tỉnh lại. Tỉnh lại, chẳng những tỉnh lại mà xuất viện và có thể đi được. Lúc nào thì ngồi xe lăn, đi được và cho đến bây giờ vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà quyết định bỏ Chúa. Nghe người khác nói là tại theo Chúa bỏ ông bỏ bà nên ông bà mới bắt. Họ không nhìn thấy được sự chữa lành của Chúa. Họ không nhìn thấy được tương lai. Họ không nhìn thấy được cái cõi đời đời, mà họ chỉ nhìn thấy cái sự tạm thời thôi. Tạm thời trên đất thì cũng có vài chục năm, thưa anh bà chị em. Chúng ta không hơn không kém. Có người sống lâu hơn, có người mới qua đời, 20 mấy tuổi qua đời, nhưng có người hàng trăm tuổi qua đời. Mẹ của chị Út 90 hả? 89 tuổi qua đời. Mà cái sự qua đời của bà đó, tôi thấy là đó là điều phước hạnh. Bà tuổi của tuổi già trên đất rồi, và cái điều đặc biệt là cuối cùng của cuộc đời của bà lại tin Chúa, đó là điều phước hạnh. Cái quan trọng là linh hồn của bà được cứu. Ngày hôm qua con gái nuôi của tôi gọi điện đây, bà ơi, bây giờ bà ngoại con bây giờ đang hấp hối, mà trước đây con làm chứng ngoại con chưa tin nhận Chúa, bây giờ bà nội con ngoại con hấp hối thì bây giờ làm sao? Bây giờ con chỉ còn hấp hối, còn hơi thở thôi thì làm sao? Người ta chạy đua thời gian từng giây phút một để cho bà còn thở, nhưng mà thêm một thời gian, thêm một ngày hai ngày mà chỉ thở thôi thì có ích lợi gì không? Và nếu như một hai ngày đó thở và tỉnh lại mà tin Chúa thì sao? Là tuyệt vời phải không? Vừa rồi cái em Hương ở trên Đắk Lắk thì ba của em này lúc đầu là không tin Chúa, bắt bớ em này dữ lắm. Nhưng mà khi ông bị bệnh và sau đó đưa xuống bệnh viện thì ông bị đột quỵ và hôn mê. Và em chia sẻ chúng tôi để cầu nguyện. Thì cũng cầu nguyện. Ngày đó tự nhiên ông tỉnh lại. Ông tỉnh lại xong thì em này mừng quá, nhắn tin cho tôi: thầy ơi, bây giờ ba con tỉnh rồi, giờ con nói với ba con là bây giờ để con kêu một sư cầu nguyện cho ba con tin Chúa, ba con đồng ý. Và thế là ông bà chị em biết không, tôi gọi và ông nói chuyện được và ông đồng ý, ông gật đầu. Tôi hướng dẫn ông tới đâu là ông gật đầu, ông đồng ý tới đó, cầu nguyện xong hôn mê, sau đó chết luôn. Chúng ta thấy Chúa nhân từ không ạ? Quá nhân từ luôn anh chị em, quá nhân từ. Tôi lấy làm lạ, chỉ có thời gian ngắn thôi, ông chỉ tỉnh lại trong thời gian ngắn, và đứa con nó chụp lấy cơ hội và gọi điện cho tôi, và tôi lập tức tôi gọi cho ông, nói chuyện với ông và cầu nguyện cho ông. Vừa cầu nguyện tin Chúa xong, qua ngày sau nó nói: dạ ba con hôn mê luôn rồi.
Hôn mê thêm 2-3 ngày xong rồi bác sĩ nói thì không thể điều trị được, đưa về và khoảng tuần lễ sau thì ông về với Chúa. Tôi thấy sự nhân từ của Chúa tuyệt vời hơn nữa ở tên cướp bên thập tự giá. Còn một chút xíu nữa chết rồi, mà ở trên thập tự giá bị treo lên, không còn cái phương cách nào để có thể được cứu. Nhưng mà tại đó nó nói rằng là Giê-xu ơi, khi nào Ngài vào nước của Ngài nhớ tôi. Và Chúa được hôm nay ngươi ở với ta nơi Paradis. Cảm ơn Chúa. Anh Tòng có thấy lòng nhân từ của Chúa không? Amen. Vợ của anh Tòng có thể nhìn thấy sự nhân từ của Chúa trên đời sống mình không? Quá lớn. Ở đây có nhiều người mà phải nói rằng là gần như là chúng ta thấy dường như là nó bị bế tắc. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa ta cầu nguyện thì tôi thấy rằng là Chúa đã mở ra những cánh cửa tuyệt vời. Cho nên mà chị em ơi, nếu ai chỉ có hy vọng Chúa trong đời này mà thôi thì tôi khích lệ ông bà chị em, đời này rất là ngắn nhưng mà cõi đời đời đó là thật. Không khí tôi ông bà chị em không nhìn thấy nhưng nó rất thật, bởi người ta đang thở. Chúa nói có hình thể thì nhìn thấy được nhưng có hình thể không nhìn thấy được. Ngay con người bề trong của chúng ta không nhìn thấy được con người bề trong, nhưng con người bề trong chúng ta rất là thật. Cho nên ngay bây giờ nếu chúng ta chỉ trông cậy Chúa, sao Chúa ơi con theo Chúa sao con khổ quá, con lại khó khăn này kia đủ thứ. Hồi sáng nay bác Cư nói là bác tên là Nguyễn cái gì Cư? Nguyễn Hữu Cư, có nghĩa là có đất. Mà bác nói sao mà hồi đó ba mình đặt tên là Nguyễn Hữu Cư có nghĩa là có đất để mà ở, nhưng mà sao mình ở nhà trọ, nhà thuê không à? Nhưng mà thình lình bác suy nghĩ ra một điều. Mình không có đất ở dưới đất nhưng có đất ở trên trời. Amen. Hallelujah. Chúng ta không có thể là chúng ta tạm ở trên đất này, chúng ta không có sở hữu nhiều những cái vật chất trên đất này, nhưng mà chúng ta có nhà đời đời ở trên trời. Những anh hùng của đức tin ngày xưa ở trong sách Hebrew chương 11 ghi như thế này. Tôi sẽ đọc nhanh từ câu 13. Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh điều hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Câu 14. Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đang đi tìm nơi quê hương. Phí thử họ đã tưởng đến quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành phố. Hallelujah. Tôi nhiều khi tôi nói vui, nói ai có nhà có cửa, nhưng mà vợ chồng chúng tôi không có nhà. Tại vì có nhà nó khi Chúa kêu nó, Chúa ơi con có căn nhà cho ai giữ. Những người không có nhà thì Chúa nói con đi lên vườn cao, dạ con đi. Chúa ơi con đi ra Phú Quốc, dạ đi. Mà Chúa gọi đi về chợ anh cũng đi luôn, không có công lo, phải không ạ? Còn nhiều khi nhà nhiều quá, đất nhiều quá, cái này mình nói mình an ủi mình thôi. Chúa kêu muốn đi cũng hơi khó đi, phải không? Cảm ơn Chúa. Một điều lần nữa tôi xin khích lệ anh chị em, chúng ta có thể nhìn thấy một cái đường nó rất là ngắn trong cái đời sống, đôi khi có những cái nghịch cảnh trước mắt. Nhưng thưa anh bà chị em, những cái chịu khổ của anh chị em đó chỉ là tạm mà thôi. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã nói như thế này ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16-18. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16-18 chúng ta đọc với nhau. Xin bắt đầu. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới hàng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Hallelujah. Anh chị em nói với người bên cạnh rằng hoạn nạn chỉ là nhẹ và tạm mà thôi. Cảm ơn Chúa. Nhẹ và tạm mà thôi. Yeah. Nhẹ và tạm. Nhưng chúng ta có một quê hương tốt hơn. Chúng ta có nhà đời đời trên trời. Và điều đó chính Chúa Giê-xu Ngài nói gì? Ta đi và ta sẵn sàng cho ngươi một chỗ. Và khi ta trở lại, ta sẽ đem các ngươi đi và ta hầu cho ta. Ở đâu? Các ngươi sẽ ở đó. Đó là hy vọng chắc chắn ở trong Chúa có thể yêu dấu của chúng ta.
Và những gì mà chúng ta kinh nghiệm Chúa về sự giàu có, về sự chữa lành, nó chỉ là tạm ở trên đất này. Rồi chữa lành rồi chúng ta cũng sẽ qua đời. Có thể chúng ta sống lâu được chút, nhưng mà sống lâu mà có sống này có ý nghĩa kìa. Sống mà thờ vượng Chúa, sống mà làm vinh hiển danh Chúa, sống mà đem người khác trở lại với Chúa thì cũng nên, phải không ạ? ECC đã xin Chúa cho sống thêm 15 năm nữa. Ông khóc đau đớn vì tại sao Chúa lại đem con về sớm. Và Chúa nói, được, bây giờ ta cho con thêm 15 năm nữa. Ông vui mừng lắm, mở tiệc ăn mừng cuối cùng, cuối đời là thờ hình tượng. Vậy thì 15 năm nữa để làm gì ạ? 2018, bác sĩ nói rằng hai cái thận tôi nó mãn rồi. Thì kêu tôi nhập viện gấp để chạy thận. Tôi nói, Chúa ơi, con còn trẻ quá mà giờ con chạy thận sao? Tôi nói, tôi còn việc nhiều việc làm lắm ông ơi, cho nên tôi về tôi làm để tôi sắp xếp rồi kìa, tôi vô tôi chạy thận. Ông nói cái mạng ông không lo, ở đó ông lo làm, ông còn cái mạng thì ông mới làm được. Và cuối cùng tôi nói, thôi bây giờ ông có cái thuốc gì ông cho tôi uống đi. Ông cho tôi 10 ngày thuốc. Tôi về tôi uống ngày thứ nhất, tôi uống ngày thứ hai. Tối hôm đó tôi còn nguyện như thế này, Chúa ơi, nếu thật sự mà con hết cái công năng để sử dụng này thì xin Chúa cất con đi. Nhưng mà nếu Chúa còn cho con sử dụng, và đây là sự thử thách. Con từng nghe các tôi Chúa khác giảng rằng trong nhà của Chúa có nhiều cái ngân hàng mô lắm. Và cái ngân hàng đó, nhiều ngân hàng, cái bộ phận gọi là nội tạng. Xin Chúa thay cái thận mới cho con. Tôi cầu nguyện nghiêm túc mà chị em. Mà lúc đó tôi nói thật bà chị em, tôi đi không nổi, tôi đi cái tướng vậy. Đi từ trong nhà trong phòng ra nhà vệ sinh đi cái tướng này. Vợ tôi phải dìu tôi đi như thế này. Cái thận tôi nó mãn rồi. Chỉ số nếu mà 300 là mãn, của tôi là 287. Chỉ số bình quân của người ta là 40 đến 60, của tôi lên 287. Tôi cầu nguyện xong, tôi cầm nắm thuốc quăng vô soạt rác. Và tôi nói, bây giờ còn nơi cài để Chúa. Trong đêm đó tôi ngủ, tự nhiên sáng tôi thấy, thức dậy tôi thấy có một cái điều gì đó rất là bình an, rất là nhẹ. Bởi vì cái thận mãn, anh chị em biết, là một đêm đi tiểu cả chục lần, không cho mình ngủ luôn. Nằm xuống chút xíu là đi tiểu, nằm chút xíu là đi tiểu. Mà đi tiểu xong thì nó lại khát nước, rồi lại uống nước, rồi lại đi tiểu. Một đêm như vậy cả chục lần. Mới vừa nằm xuống chút xíu là thức dậy, nằm xuống xíu là thức dậy. Tôi thấy lạ. Và bắt đầu cái thần của tôi bắt đầu nó mới, giống như là mới lại. Cho đến tôi để một khoảng thời gian sau tôi mới đi lên tôi khám. Cái này tôi làm chứng nhiều với Hội Thánh rồi. Nhưng vì cái bài giảng này tôi muốn làm chứng lại bà chị em, để chúng ta được xác chứng cái đức tin của chúng ta. Và nếu như giả sử anh chị em đang gặp nghịch cảnh khó khăn, đừng nản lòng mà hãy trông cậy Chúa, bởi vì Chúa là đấng chữa lành của chúng ta. Sau khi tôi đi kiểm tra lại, bác sĩ nói, ủa thận ông tốt dữ. Ông không tin. Ông nói, bây giờ ông ra ngoài đó, chờ tôi xét nghiệm lần nữa. Nửa tiếng sau đi, ông gọi điện cho cái chỗ mà xét nghiệm máu, hỏi máu của ông Vũ còn không. Còn, trong ống máu còn. Xét nghiệm lần nữa, xét nghiệm chỉ số ra cũng y chang như vậy. Ông nói thận ông tốt dữ. Mà từ 2018 cho đến bây giờ tôi được chữa lành hoàn toàn về cái thận. Chúa thay thận mới luôn rồi. Hallelujah. Chúa thay thận mới. Và rất là khỏe. Thận rất là khỏe anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên nếu như Chúa ơi, nếu như Chúa còn dùng con, thì lại Chúa xin, xin Chúa ngày nếu con còn sống mà Chúa dùng, thì đó mới là cái phước hạnh. Cho nên ở đây, những cái gì mà tôi và chị em đang trải qua sự hoạn nạn, nó chỉ là nhẹ mà tạm mà thôi. Một lần nữa hãy nói với anh em người bên cạnh là gì? Hoạn nạn chỉ là tạm, nhẹ. Yeah. Nhẹ. Nhẹ lắm. Amen. Nhẹ. Đặt danh của Chúa Giêsu vô là nhẹ liền. Phải không ạ?
hay là mình làm cái này đây, cái này là cảm ơn Chúa, bởi vì con vì danh của Chúa con chịu cái hoạn nạn này, nó nhẹ, nó tạm, nó đi qua, để chúng ta sẽ được cái đời đời ở trong Chúa. Vậy thì chúng ta trải qua những hoạn nạn để làm gì ông bà chị em? Không bao giờ là vô cớ. Tất cả những gì tôi ông bà chị em hy sinh để trải qua, để chúng ta nhận được cõi đời đời. Và nếu tôi ông bà chị em đang còn ở trên đất, thì những hoạn nạn nghịch cảnh mà tôi ông bà chị em trải qua là để chúng ta giúp cho người khác cũng vượt qua nghịch cảnh đó. Chúng ta xem ở trong Cô Tô Nhì đoạn 1 câu 3 và câu 4. Cô Tô Nhì đoạn 1 câu 3 và câu 4. Xin đọc với nhau hai câu này. Xin bắt đầu. Chúc tà Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời mang mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào mà họ gặp. Như vậy có cái nào là vô cớ không? Không. Khi anh chị em trải qua nghịch cảnh đó, và tôi nói bằng anh chị em, Chúa sẽ cho đủ sức để chúng ta trải qua. Và khi mà trải qua rồi, Chúa muốn dùng chính cái nghịch cảnh đó để chúng ta giúp cho người khác. Nếu chúng ta chưa trải qua, chúng ta không thể biết cách nào để giúp cho người khác, phải không? Tôi đảm bảo mấy bà sanh được một đứa con rồi, tới ai mà có thai này hỏi cái: alo cô Vân ơi, cô Vân sanh sao vậy cô Vân? Tôi bảo đảm một bài giảng luôn. Mới con đứa con thôi nhưng mà cũng đầy kinh nghiệm hết. Cho nên những cái điều mà chúng ta trải qua nó không bao giờ là vô cớ. Không bao giờ là vô cớ. Chúng ta trải qua để rồi chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Trải qua chúng ta thấy cái lòng nhân từ của Chúa, lòng thương xót của Chúa rất lớn trên đời sống của chúng ta. Và trải qua rồi, anh chị em khi nâng đỡ người khác, hãy nhớ dìu họ nhẹ nhẹ giùm cái. Tôi thấy có người trải qua rồi, dở hẹt. Tôi ngày xưa qua một cái một, hỏi qua bao lâu? Dạ cũng chảy da chốc dãy đó chứ. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và chị em trải qua hoạn nạn, chúng ta cũng sẽ là cái cớ để có thể giúp đỡ cho người khác nữa. Amen. Dạ, yeah. Không phải một cái điều mà chúng ta trải qua là vô cớ đâu. Tất cả mọi nghịch cảnh anh chị em trải qua đều là Chúa Ngài muốn dùng anh chị em ở trong góc độ đặc biệt đó. Trong cái lớp của tôi đang dạy thì có một bác sĩ, ông là tên là Nguyễn Quang Phục, đang làm ở tại bệnh viện U Minh, Cà Mau. Và bác sĩ Phục là trước đây tin Chúa, nhưng một thời gian thì lại đi học theo bùa. Ông nói học hết tất cả những bùa thiên linh cái, rồi bùa lỗ ban, rồi yếm chú, học hết luôn. Sau đó nhà cửa đất đai con cái đồ tan hoang hết. Thì Chúa cho cái người chị, người chị tin Chúa và bắt đầu nhận được ân tứ của Chúa, rồi bắt đầu ham thích lời Chúa, lại chia sẻ với người em của mình. Thì mới vừa tháng giêng vừa rồi thì người anh em này đăng ký xin học trường Kinh Thánh. Thì người chị nhắn cho tôi nói rằng là: thầy ơi, cái điều em vui mừng nhất đó là em trai của em nó đã học trường Kinh Thánh. Và khi học trường Kinh Thánh đang học về môn giải cứu. Tôi thì không có nghiên cứu về vấn đề bùa ngải hay là yếm chú gì, tôi đâu có biết. Tôi không ở trong cái đó, nhưng mà tôi căn cứ vào lời của Chúa để tôi chia sẻ ra. Thì cảm ơn Chúa là người anh em trợ giúp rất là tốt về cái này. Chẳng hạn khi nói về yếm chú này kia, là nói rằng là về phép, về ngải và bùa thì cái nào là mạnh hơn, cái nào là ở giữa, cái nào là thấp nhất. Họ là biết hết những cái điều đó. Tức là anh này đã từng ở trong cái tình trạng đó và được giải cứu ra. Thì bây giờ chính anh này nhận ra được và biết được cái đường đi nước bước của ma quỷ. Giống như ở đây có chị Nhung ha, từng là thầy cúng, nhưng mà cảm ơn Chúa được giải cứu. Và chị nhận được, gọi là nhảy trong vấn đề linh. Rất là nhảy trong vấn đề linh. Cho nên không có cái điều gì mà chúng ta trải qua mà trở nên vô cớ. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và bà chị em sẽ thấy được rằng dù cho chúng ta đang có những cái nghịch cảnh như là dường như là đá, mảnh đất nó bị có đá, nó có những nghịch cảnh, nó có những bắc bớ, có những khó khăn nó xảy ra, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua, bởi vì có một hy vọng cao hơn, xa hơn và tốt hơn cho tôi và anh chị em. Đó là hy vọng của sự sống đời đời. Đừng một ai ngã lòng vì cớ chúng ta đang gặp những cái hoạn nạn và thử thách. Xin đọc cái câu Kinh Thánh cuối cùng để chúng ta kết thúc bài học hôm nay. Ở trong Mát đoạn 10,
Mác đoạn 10 câu 28 cho đến câu 30. Mác đoạn 10 28 đến 30. Dạ, xin chúng ta đọc với nhau. Peter liền thưa cùng ngài rằng: Này chúng tôi đã bỏ hết mà theo thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành mà từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được bây giờ trong đời này trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Vậy thì nếu chúng ta có những sự trả giá tạm thời này để Chúa Ngài vui, để thưởng cho tôi và anh chị em trong giá trị của đời đời trong đời sau. Trời mới, đất mới, Jerusalem mới sẽ dành cho những người công bình, những người tin Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ qua cõi đời này, trái đất này, rồi Chúa nói rằng Chúa sẽ cuốn nó như là một người thợ dệt. Và Chúa nói rằng trái đất này sẽ dành cho lửa và nó sẽ tiêu tán đi. Chỉ cần hai cái ông lãnh đạo thế giới mà cái đầu nó lạnh chút xíu hay là nóng nóng tí xíu là nhấn nút một cái là cũng xong hết, đúng không? Trái đất thành cho thành lửa. À, người ta nói bây giờ khoảng cỡ tổng cộng khoảng 19.000 đầu đạn hạt nhân, mà chỉ cần 1/3 trong số đó thôi thì trái đất mình nó thành tro hết. Đất dành cho lửa, Kinh Thánh nói rồi. Ở trong Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 cho chúng ta thấy nó dành cho lửa. Nhưng mà chúng ta còn lại, Chúa sẽ tạo trời mới đất mới cho những người công bình được ăn ở. Và đặc biệt những người yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, là những người thuộc về hội thánh của Ngài, chúng ta sẽ được ở nơi Jerusalem mới. Tại đó Chúa, Ngài là Chúa, là chủ chúng ta đời đời mãi mãi. Đất khóc lóc không còn, đau thương không còn. Cho nên những gì toàn bà chị em đang trải qua, tôi khích lệ những ai đang đối diện nghịch cảnh và dường như nản lòng. Đừng nản lòng. Hôm nay Chúa sẽ thêm sức cho anh chị em. Chúa sẽ cho anh chị em năng lực mới của Ngài để anh chị em trỗi dậy và bước đi. Hãy chia sẻ với nhau để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Không phải là để chỉ trích nhau, nhưng mà cầu thay cho nhau để vượt qua được cái nghịch cảnh đó. Hầu cho qua đó anh em có thể giúp đỡ người khác được trưởng thành lên, và đồng thời chính chúng ta cũng vững vàng theo Chúa nữa. Amen. Mảnh đất đá sỏi, có thể lấy những đá sỏi này ra, bởi vì chúng ta có quý quyền để lấy nó ra. Chúng ta hãy loại trừ nó ra khỏi đời sống chúng ta. Chúa ơi, tổ phụ của con Adam Eva đã chấp nhận cái ý tưởng của con rắn, để rồi khiến cho lòng chúng con cứng cỏi. Chúng con chỉ có tin Chúa tạm thời, chúng con chỉ nhìn giới hạn. Nhưng giờ đây Chúa ơi, qua lời của Ngài, chúng con có cõi đời đời, và chúng con có một hy vọng mới ở trong Ngài. Chúng con chịu hoạn nạn, thử thách, nghịch cảnh, khó khăn là để Chúa sẽ ban phước cho đời này và trong đời sau cùng sống đời đời cho con. Điều này sẽ khích lệ toàn bà chị em để vững tâm theo Chúa. Amen. Dạ. Yeah. Nếu có khó khăn, nghịch cảnh, hãy chia sẻ với nhau để cầu thay cho nhau để cùng có thể vượt qua được. Và nghịch cảnh nó chỉ tạm và nhẹ. Amen. Xin mời Thánh Đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.